Thưa quý vị, theo dự báo ngày hôm nay, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Do mưa nhiều, mô hình độ ẩm đất cho thấy là một số khu vực ở các tỉnh Tây Nguyên và Bình Thuận đã gần bão hòa trên 85% hoặc là đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa cũng được dự báo là sẽ xuất hiện ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình với lượng mưa từ hôm nay đến ngày mai phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có mưa trên 100mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất trong các khu vực này phổ biến từ 20 cho đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Khép lại một chuyện nắng chuyện mưa sẽ là phần dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.